Không thể để làm chúng ta đã bị nhớ một cái hiệu rồi.
không thể tin được. Ok, lần này có ai đâu rồi? Xin chào các bạn, chào mừng lên nha. Mình đã tới cái chỗ của thằng này rồi các bạn ơi. Và ở đây mình sẽ xem vở tiếp theo nha các bạn ạ. Ok. Đó, tới rồi chỗ cái thằng kính này rồi. Rồi mình sẽ sang cửa Dung Quay Dung đó. Đó, mình sẽ chọn lên xem nào.